Ok, rồi. Alo, alo, chào mọi người, mình là Cốc đây ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Đất Channel. Trong cái video lần trước á, mình có test 5 cái thiết bị thu âm để mà thu âm âm thanh dưới điều kiện bên ngoài trời đang mưa ha. Và trong video đó, mình có test là một đoạn là mình thổi sáo các bạn. Và mình có can thiệp chút xíu âm thanh vào cái đoạn mà thổi sáo ha, để cái âm thanh tiếng sáo á, nghe nó bớt dở hơn. Rồi, và trong video lần này mình sẽ chỉ các bạn cái cách để mà làm sao cái âm thanh mà ví dụ tiếng nhạc cụ hoặc là tiếng bạn hát á nghe nó du dương hơn, nó hay hơn được chút xíu ha. Rồi, ok, để không phí thời gian nữa thì intro. Rồi, trước khi vào nội dung chính á thì mình quảng cáo chút xíu ha. Thì mình mới lập cái kênh là Chân Đất Gaming để mà dành riêng ra cho cái việc mà những video về game, chơi game ha. Đó, hồi trước thì mình nhập chung cái kênh này luôn, nó tinh tinh quá đó, mình tách hẳn riêng ra một cái kênh riêng để mà làm riêng về game. Rồi ngoài ra mình còn có một cái kênh là Nhà Của Cốc, là chuyên post những thứ linh tinh tào lao gì đó, bạn nào rảnh rảnh thì vô đó coi thôi. Còn kênh Chân Đất Channel này nè thì mình sẽ dành riêng ra để mà làm những video về công nghệ, rồi edit video, rồi crypto ha, rồi những mẹo vặt về máy tính, về điện thoại ha. Đó, bạn có thể theo dõi ba cái kênh này ha. Ok, rồi. Bây giờ vào nội dung chính. Đây. Một xíu để tai nghe vô coi. Rồi. Mình sẽ cho bạn nghe cái nghe lại cái này ha. Đây. Rồi bây giờ là nghe âm thanh gốc nữa bạn. Âm thanh gốc nghe nó thô, nó tệ lắm à. Để decibel ở đây nè. Rồi, ok. Thấy không? Đó. Bật cái này lên nè, để bạn dễ so sánh này nha. Thấy có sự khác biệt không? Thì đó là cái hiệu ứng gọi là reverb ha. Đó, đây là cái hiệu ứng mà, để coi coi, nếu mà bạn hay đi hát karaoke á thì bạn sẽ thấy, sẽ biết là trong cái dàn karaoke thường sẽ có cái tính năng thứ nhất là echo và thứ hai là reverb ha. Thường thường thì những cái dàn karaoke mà xịn xịn xíu nó sẽ có reverb. Đó, cái reverb này đó nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ tạo hiệu ứng giống như là bạn đang chơi cái nhạc cụ, bạn đang hát trong một cái phòng kín ha, và âm thanh nó sẽ dội dội lại tạo ra cái tiếng mà giống như là vang vang vọng á. Đó, thì bạn nghe nó sẽ giống như là nó du dương, nó ngân nga hơn. Đó, đó là reverb ha. Còn echo là gì? Echo là echo với lại reverb hai cái gần giống nhau ha. Bạn có thể search tìm hiểu cụ thể, còn mình giải thích sơ sơ thôi. Echo nghĩa là vọng, tức là bạn nói xong á thì cái giọng bạn nó sẽ vọng lại. Ví dụ như là bạn đi, ví dụ bạn đi phượt á, đi ra lên núi, lên những dãy núi cao á, bạn hét lên cái, bạn hét lên a một cái là có thể dãy núi á, cái chỗ núi nó sẽ vọng lại, là bạn giọng vọng lại a. Đó, đó là gọi là echo. Còn reverb là nó vang ha. Nghĩa là lúc bạn cái a một cái là giống như là cái tiếng vang của bạn á, nó ngân, nó ngân nga thêm. Đó. Thì nếu mà âm thanh á mà có một chút echo, một chút reverb á là bạn sẽ thấy nó hay hơn, nó du dương hơn ha. Chứ nếu mà không có á thì nhìn bạn nghe cảm giác nó khô lắm các bạn ha. Rồi, bây giờ làm như thế nào ha? Thì mình chỉ các bạn. Đây. Cái track audio này ha. Bạn để ý là cái track audio 1 với track audio 2 ha. Đó, là cái track audio là track âm thanh nè. Có hai cách để mà bạn chèn cái hiệu ứng echo reverb vô ha. Thì một là bạn vô cái effect đây ha. Nó chỗ audio FX nè. Nó có một cái là đâu rồi? Echo là đây. Thứ nhất là echo, echo là vọng ha. Nó có hình mấy cái ngọn núi nữa các bạn, thấy không? Còn thứ hai là reverb. Reverb là có hình giống như cái hộp đây nè ha. Nghĩa là giống như là bạn chơi cái âm thanh, bạn chơi âm thanh trong cái phòng kính á, nó sẽ vọng lại ha. Rồi, thì cách thứ nhất á
bạn cầm bạn kéo vô đây thôi, đó nó sẽ đưa lên cái này ha, rồi bạn chỉnh đó. Còn cách thứ hai thì bạn vô cái cái trang Fairline đây ha, đó rồi cái chỗ này ví dụ A1 này tức là cái track audio 1 ha, còn A2 là track audio 2 đó, thì ví dụ như là cái audio 1 của mình là cái track âm thanh tiếng thổi sáo đây, thì mình chèn cái hiệu ứng này vô để mình xóa đi nha, xóa đi mình làm lại từ đầu cho các bạn. Đây rồi chỗ này nè ha, chỗ mixer nha, bên cái khung mixer nếu mà chưa có bạn bật lên đây thấy không, rồi chỗ effect bạn để chỗ effect có dấu cộng bấm vô, rồi chỗ reverb đây bạn thêm cái reverb vô cho cái track 1, nhớ nha, nhớ là thêm cho cái track mà bạn muốn chỉnh sửa ha. Cái bên bên đây á, nó sẽ thêm vô toàn bộ cái track audio luôn, ví dụ như là track 1 thì nó sẽ thêm vô toàn bộ track 1 luôn. Còn nếu mà bạn làm bên tab edit nè ha, cái trang edit nè, thì bạn cầm bạn kéo vô nó chỉ tác dụng vô một cái đoạn nhỏ thôi đó ha, cái nào cũng được, bạn muốn nó áp dụng vô một cái đoạn nhỏ thì bạn làm bên cái tab edit ha, còn bạn muốn nó làm nó áp dụng vô toàn bộ một cái track audio nào đó luôn thì bạn qua bên cái Fairline, mình làm bên Fairline luôn cho nó gọn ha. Rồi effect reverb add reverb vô đó, bây giờ bạn nghe thử nha, cái này là cái dấu ở bên đây nè, tức là nó đang bật ha, bạn bấm một cái nữa là nó sẽ tắt, bật tắt bật đó, bấm đó, bạn thấy nó vọng lại không, nó vang á, cái này là gọi là vang. Bạn muốn cái này là nó giả lập âm thanh, ví dụ như là bạn muốn giả lập là cái phòng đó là rộng bao nhiêu ha, mặc định nó rộng 250 m² nè đó, bạn cầm ví dụ bạn thay đổi lại cái phòng nhỏ nhỏ thôi thì cái hiệu ứng âm thanh nó sẽ khác chút xíu ha, đó cái phòng nó cao bao nhiêu đó, rồi nó rộng bao nhiêu, nó sâu bao nhiêu đó, kiểu vậy. Rồi cái reverb time nè, tức là cái thời gian mà cái âm thanh của bạn nó ngưng dài hay ngắn ha, bạn bấm vô đây bạn kéo nó qua phải thì nó ngưng dài hơn, kéo qua trái thì nó ngưng ngắn hơn đó, bạn kéo tầm tầm vậy nè là được nè. Rồi cái output wet dry nữa, khô hay là ướt đó, cái này cũng ảnh hưởng ha, ví dụ mình để cái mặc định đi, rồi bạn nghe thử nha. Đó lúc mình dừng á thì bạn vẫn nghe cái tiếng á nó ngưng thêm một chút xíu nữa, coi này nha. Đó lúc mình dừng á nó ngưng thêm chút xíu là tức là cái reverb time này nè, mình ví dụ mình kéo nó dài thêm đó, nó sẽ ngưng thêm xíu nè đó, bạn thấy không, nó ngưng thêm á, cái này là bạn muốn nó ngưng dài ngắn thì bạn kéo cái này ha. Đó rồi re-delay, rồi output right web đó, bạn cứ tùy chỉnh những cái này để sao cho cái âm thanh của bạn đó bạn nghe nó vừa ý ha. Đó rồi đó là cái reverb ha, những cái này bạn có thể vọt thêm những cái này nữa ha, bạn vọt thêm nếu mà bạn có kỹ năng chuyên sâu về âm thanh á thì bạn vọt thêm những cái thứ này đó. Còn mình chỉ đây chỉ những cái cách căn bản nhất thôi để mà bạn có thể áp dụng được liền ha. Rồi cái bên cạnh cái reverb thì nó còn có một cái gọi là echo ha. Tạm thời mình disable đây nha, bấm vô đây để disable cái reverb để mình test cái echo các bạn. Echo bấm vô đây, nó có một cái là delay nè, nó có echo nè ha. Echo là tiếng vọng, reverb là vang, echo là vọng. Thử này nha. Rồi đó, bạn thấy không, bạn thấy cái âm thanh nó đi sâu thấy không, đó đó là cái hiệu ứng vọng á ha. Nè thấy không, bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại chút xíu ha, ví dụ cái thời gian cái delay time cho nó ngắn ngắn lại, nó sát sát thôi, tầm tầm vậy thử coi. Delay time cho nó ngắn ngắn lại feedback dài rồi đó, thì những cái này là bạn điều chỉnh sao cho nó hợp lý theo ý bạn ha.
thường thường thì những cái dàn karaoke thường thường nó sẽ có cái chế độ echo và reverb ha. Đó. Cái video mà thổi sáo á, mình thêm cái hiệu ứng một chút xíu echo và một chút xíu reverb đó, là nó nghe nó thú vị hơn. Đó. Còn nếu mà bạn muốn không muốn bạn muốn tắt nó đi á thì có thể bấm vô đây, có cái dấu hình mũi tên đi xuống nè. Rồi một là bạn delete cái plug in luôn, hai là bạn disable ha. Delete là bạn xóa hẳn luôn, còn disable là bạn cho nó không có kích hoạt thôi. Đó, cái nào cũng được, ví dụ xóa hẳn luôn. Đó. Thì cái video bạn như bình thường ha. Đó là xong cái hướng dẫn để mà bạn thêm cái hiệu ứng reverb, echo vào cái audio để cho nó nghe nó du dương hơn ha. Đó, rồi. À, nếu mà bạn có thắc mắc gì á thì nhớ để lại comment bên cạnh bên dưới video ha. Và nếu mà bạn thấy video này có ích á thì nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ Chân Đất Channel. À, bên cạnh đó thì những cái kênh khác của mình á nếu mà bạn quan tâm. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.